Rồi, xin chào cả nhà đã đến với channel Nguyễn Kinh Music của mình. Nó lếm mình ghê quá. Hôm nay mình sau lưng mình là có một cái đàn và giới thiệu em Cốn của mình đây. Tên là Cốn nha các bạn, đánh đàn là Lại nhá. Rất là dễ thương luôn. Đấy, giống ai giống Phú Quốc á. Rồi bây giờ mình đi vào chủ đề luôn, mình giới thiệu con đang đi chơi đi. Này, đó, nó theo mình nha các bạn. Con này hôm trước có ổn sắp chết luôn đó. May quá nó thoát ạ. Con kia là con mẹ nó là tên Cam. Đây, mình xin giới thiệu các bạn về cái đàn VK5 này ạ. Hôm qua mình vừa thu được. Thì có duyên với ông em này. Bạn này cũng rất là dễ thương. Đấy, cho các bạn xem đàn này giống như mới như thế này không. Rồi mình sẽ chạy cái USB cho các bạn. Chạy là nó như vậy đó. Thì lần đầu tiên gặp nhau ở trên chợ tốt thôi. Nhưng mà anh ấy rất là dễ thương. Có nghĩa là cái đàn này á là nó như mới luôn, như nguyên bản luôn các bạn. Đấy, ok ha, các bạn thấy ha. Đàn rất là ok ha. Rồi bây giờ chúng ta test cái loa. Các bạn biết là cái loa của cái đàn này á là nó còn đẹp luôn. Nó chưa có bị vỡ luôn nữa các bạn, chưa bị vỡ tiếng. Là sao các bạn biết không? Là anh chỉ mở có 50 thôi. Đấy. Mà về tay mình á là mình sẽ mở lên. Tại sao mình biết chưa vỡ tiếng là khi các bạn đánh nghe tiếng xè này. Các bạn có thấy không? Tiếng xè này, lại ha. Các bạn thấy à? Đấy, cái tiếng nó còn xèo. Còn nếu mà cái tiếng mà các bạn đánh nát rồi nó kêu cái phà. Đấy, là nó như vậy đó mọi người. Cho nên là cái này tiếng còn khá là đẹp nha. Tiếng còn ngon lành lắm, mọi người chỉ cần lấy về là chơi thôi. Đây là những cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người biết vậy đấy. Và điệu bọng gì cũng còn ngon lắm. Đấy, đây là cái Bolero trước 75. Đấy, bạn mới nghe này, nó còn căn bản này, mình vặn hết cỡ này. Nhiều người mới bảo là cái tiếng, cái điệu nghe cày nó không phải đâu, nó là cái ngày xưa đó. Nó phối mộc mạc vậy đó. Đây là 43 bây giờ. Đó, cái loa chưa vỡ là như vậy mọi người. Nghe này, đó. Được. Rồi, loa phải mọi người nghe này. Đó. Đó, nó như mới đó mọi người. Đấy. Rồi hôm qua anh này anh có hỏi mình là một cái là nếu như mà nó sợ nó vỡ thì thực ra á là nếu mọi người có đàn mà gần như đàn còn đẹp á mà sợ nó vỡ mà đúng để chúng ta compressor, tức là chúng ta nén tiếng xuống ém lại á, thì các bạn làm theo thao tác như thế này, nhấn vào menu. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây là sẽ có dòng 1, 2, 3, 4, 5, sẽ có là dòng số 6 gì đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dòng số 9 nha. Là Martin Tut nha, Martin Tut. Rồi các bạn sẽ vào là Confessor. Đó, các bạn theo chế độ thì ở đây là mình sẽ nhấn là Standard hoặc là High Bass. Các bạn nghe này. Đó, Standard ha, Confessor, Standard. Rồi các bạn nhấn là Right. Đấy, nó sẽ lưu lại, nhấn Z. Đó là một cái compressor, tức là nén tiếng lại á. Cái thứ là EQ Laser thì ở đây các bạn không biết chỉnh đúng không? Các bạn không biết chỉnh thì các bạn có nhấn cho mình là nhấn Fret này, các bạn chọn là Standard luôn. Đấy. Và các bạn làm y như hồi nãy, các bạn nhấn là Right. Rồi nhấn Z. Rồi ok, nó là như vậy ha. Là khi mà các bạn xử lý như vậy rồi thì tiếng đàn nó không bị vỡ. Nhiều ông có nội là vặn đâu mà vặn ghen quá trời, hoặc là vặn cái bát quá trời luôn, là khi mình thu cái đàn vào là nó rách như kiểu mà cái quạt mo rồi, nó rách như tờ giấy blue rồi. Nên là cái đó các bạn phải chú ý. Còn cái đàn này ông này ông biết giữ thật, ông bạn này là ông biết giữ. Cho nên là hôm qua mình mua là mình kể các bạn là anh còn không dám mở hết maximum, mình nói là anh cứ yên tâm đi, tôi lấy cho mở hết đi, rồi mình mở hết á. Anh ngồi sót ruột rồi nói
Anh nói là ông thầy của anh nói là không cho mở hết cỡ, mình nói cứ thoải mái đi, tại vì đồ điện tử á, thì xong trong này nếu mà chúng ta biết á, thì có cái sự ém của nó, có cái gọi là cái giới hạn của nó, thì chúng ta đã giới hạn cho nó cái mức gọi là to nhất là maximum của mình nãy là mình để là 110 chứ không phải 127, thì nó không có bị bể. Nếu đúng ra các bạn để 100 thôi hoặc là 95 thôi là không bao giờ bể, vì nó đã ém xuống rồi mà, đúng không? Đấy, hết cỡ này đó. Rồi, từ từ. Đó. Đôi khi á, các bạn biết là mình ôm phải những cái đàn mà nó sửa rồi, hoặc là nó có những cái lỗi về kỹ thuật, về nguồn á, thì nó cũng bị như vậy, hoặc là đường truyền tín hiệu của nó không tốt á. Đấy, thì nói chung là chúng ta làm mà thì chúng ta cũng không mong muốn đâu, mà gặp phải thì cũng rất là mệt các bạn ạ. Đấy. Đó. Còn cái này thì mình sẽ không cần nói nhiều mà về cấu hình nó đẹp như vậy. Đấy ha. Đấy. Hai anh em gặp nhau thì cũng nói chuyện rất là vui, và cuối cùng chốt cái giá mình cao nhưng mà mình cũng sẵn sàng là lấy về để chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cùng đam mê. Và anh nói là anh muốn bán cho người dùng chứ không muốn bán cho lái. Mình cũng nói thẳng mình là lái, nhưng mà lái có cái niềm đam mê, cho nên là anh cứ bán cho tôi đi. Đấy. Còn nếu không bán được thì tôi cũng để dùng thời gian rồi tôi bán lại, nhưng mà căn bản là nó như vậy, là các bạn thấy không? Từng đường ti kim mũi chỉ đàn rất là đẹp, rất là mới, rất là ngon lành, chỉ có việc là đi chơi thôi chứ không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Vậy chỉ dễ nhìn ha, nó mới như vậy. Thì nói chung là về mod thì nó đã xuống thời, nhưng mà về chất lượng của cái đàn hiện tại thì lâu lắm. Nhưng là đợt trước mình kiếm được một cây mình bán về Bình Phước rồi. Một cây này thì đấy, cũng biết là nó đi về xứ nào, nhưng mà đấy cho anh em xem là đàn nó đẹp như vậy đấy. Ok, thì cuối tuần lên một cái clip ngắn đấy đó. Chúc quý vị các bạn anh em có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Trước khi mà out thì mình làm mặt mấy cái điệu cho mọi người coi ha. Mình thấy là cây này ok đó mọi người. Ai nhanh tay thì lấy đi. Lâu lâu gặp được cái đàn nó được như vậy thì ai mà dặn mình thì cứ lại lên lấy xem ha. Cái này hơi căng đó mọi người. Chắc rịch đúng không các bạn? Bạn nó bảo là cái đàn có mấy triệu bạc à? Nhà mình muốn bán rẻ thôi. Nó khoảng các bạn lấy thì chốt nhanh thì mình để khoảng 8 triệu 9, 8 triệu 7 gì đó. Ai lấy thì chốt nha. Nói chung là ok chứ không có tệ đâu. Đó. Tiếng ha. Đó, các bạn thấy đó. Nghĩa là khi các bạn đánh rồi á, cái xì tai rồi tiếng nó vẫn tách mạch như vậy. Ok, một đàn có một cái đàn dưới 10 triệu và cái đàn như thế này thì các bạn có thể lựa chọn học hoặc là chơi chán bán lại không có lỗ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Kích vào nút subscribe hoặc là like hoặc share cho ai cần. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành, cuộc sống gặp nhiều điều may mắn. Ok, mình đi một vòng nó xem mình ao ha. Ok, cái này nó bị sáng quá ha. Trời nắng quá, trăng nắng to, bây giờ đang nắng rất là to mọi người. À, mình quay nói cục nguồn rin luôn nhé mọi người. Đấy, cục nguồn rin luôn nè. Cục nguồn ngon nè.
Ngon xịn nữa. Rồi. Ok, bye bye mọi người nha.